cái pháp môn niệm Phật á, mình đừng có bao giờ mà mình bị mất cái lòng tin đối với pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn thù thắng thật sự đó. Cái chú này nè, chú cũng đi làm việc, rồi chú về hưu ở dưới Sa Đéc á. Thì khoảng 2 năm trước, chú mới thọ cái pháp môn niệm Phật để tu tập. Và thầy là người trực tiếp chỉ cho chú về cái cách thức tu tập đó vậy. Thì tu khoảng 2 năm mà chú lớn tuổi rồi, chú biết trước ngày đó chú mất luôn á. Khi chú nói với người anh trai thì cả nhà ta tu tập chứ nhá. Nói với người anh trai thì người anh trai mới thông báo bà con cô bác lại để tiễn đưa. Ngày đó ông mất, tức là ông vẫn sanh mà ông không bệnh hoạn gì chứ á. Cái bà con lại đông lắm làm tiệc rồi nha. Bữa đó tiễn đưa ông, đợi từ sáng sớm đợi tới 3 giờ thấy ông tỉnh bơ à. Không có gì. Cái ông con là cái kiểu này mất uy tín chơi, thông báo cho bạn đạo rồi lại để canh ổng giảng sanh để hộ niệm mà cuối cùng tới 3 giờ ổng tỉnh bơ, ổng vẫn đi vô đi ra tỉnh bơ. Ổng thấy như vậy đó thì ông con mới dắt xe ổng chạy đi mua đồ ra chợ. Đi chưa tới chợ nữa nghe nhà điện thoại, đứa em út điện thoại anh hai, anh hai ba hấp hối. Nghe không có gì, ổng bận áo vô, ổng nằm trên là giường đó ổng hấp hối. Ổng hấp hối người ta tính đâu, ổng chơi không, ổng hấp hối thiệt. Đó, những nằm giường á, ông hấp hối cái ông con á, ông chạy về ông nói khoan ba khoan nó đi. Ông lại chạy về thấy ông cứng đơ chứ ngài, tức là ông đớ lưỡi chứ. Cái ông con chạy về lay là ba khoan nó đi, con hỏi ba vài câu ba đi. Cái nào ông lay chừng 2-3 phút ông tỉnh lại. Ông là tao tính đi mày muốn hỏi gì vậy? Hỏi con á, là tao tính đi mày muốn hỏi gì? Cái ông con là bây giờ ba con hỏi thiệt ba nha. Ba buông tài sản vật chất được chưa? Ông là buông được rồi. Cái hỏi thiệt ba chứ ba buông con buông cái rồi được chưa? Ông là tao buông được rồi. Hỏi là ba buông má được chưa? Ông là tao buông luôn được rồi. Như vậy đó là thôi vậy thì ba đi. Ba mình nói vậy là con an tâm rồi. Ba đi. Vậy. Vậy mà ông á, ông nói là thôi mấy con ở lại ráng cố gắng mà tu tập nha. Cái ông con hỏi là thôi khoan ba. Vậy ba đi mà ba đi với ai? Ba đi đâu? Ông nói đi giảng sanh đi với Đức Phật A Di Đà chứ đi đâu. Ông nói luôn á, ông nói là ông giảng sanh đi với Phật A Di Đà chứ đi đâu. Nè có gì? Ông nói vậy rồi đó, ông bỏ cái sâu chuỗi xuống đi cái rét một. Vì thấy không? Ở Sa Đéc nè, mới đây nè. Chứ có là lâu xa gì đâu. Thì mấy người con hẹn mai mốt lên đây gặp để cúng chùa tạ lễ nè. Không có gì, đang đi nhẹ nhàng, không có bệnh hoạn đâu. Đâu, ông đi như một lần gió, biết trước luôn. Biết trước luôn ngày mai đi mà còn đối thoại với con nữa. Đối thoại xong rồi ra đi nó không có gì, mấy người con khác không có tu á khóc. Ông con này đã đừng khóc, đi vậy là tốt rồi, cứ niệm Phật tới đi, mai mốt biết mình có đi được vậy không á. Hả, đi trong sầu thương, trong oán giận, đi trong khổ đau, nên á đừng có xem thường pháp môn niệm Phật. Thank you.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.